Von Pink được mệnh danh là bà hoàng diễn xuất bởi những màn đu chen, hóa thân thần sầu. Đáng nói là dù ở tuổi đôi mươi nhưng Von Pink đã có tất cả trong tay. Ngoài nổi tiếng trên mạng xã hội, Von Pink cũng đã sớm lập gia đình. Von Pink, tên thật là Nguyễn Nghi Văn, là một TikToker có tên tuổi trên mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng xã hội TikTok. Kênh TikTok Von Pink hiện đang sở hữu gần 3 triệu lượt theo dõi và gần 157 triệu lượt yêu thích. Những video TikTok siêu lầy lội và hài hước của Von đã thu hút đông đảo các bạn trẻ và được ưu ái mệnh danh là bà hoàng content. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, hình thể nóng bỏng, chăm khoe những tấm hình khoe chọn hình thể nóng bỏng của mình lên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu giao diện khá chững chạc, trông như một 9X thực thụ vậy. Thế nhưng, nhiều người phải há hốc khi biết Von Pink sinh năm 2000. Đáng nói là dù ở tuổi đôi mươi nhưng Von Pink đã có tất cả trong tay. Ngoài nổi tiếng trên mạng xã hội, Von Pink cũng đã là hoa có chủ, sớm lập gia đình. Cô và anh chồng điển trai khiến bao người phải ngưỡng mộ với cuộc sống đủ đầy khi sở hữu cơ ngơi đáng nể nhờ nguồn thu nhập khủng từ việc kinh doanh và bất động sản. Theo một vài nguồn tin, gia thế của bạn trai cô không phải dạng vừa khi sở hữu khối tài sản kếch xù. Dù vậy, nữ TikToker sinh năm 2000 lại rất giản dị mỗi khi xuất hiện trong các clip. Cũng chính vì điều này đã giúp cho Von Pink chiếm được tình cảm khán giả. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên đăng tải những clip ngắn có nội dung hài hước lên kênh của mình và đã nhận được nhiều sự yêu mến của người xem. Tuy nhiên, trong công việc không thể tránh khỏi những khó khăn và thử thách. Khó khăn lớn nhất đối với một người sáng tạo nội dung là bị bí ý tưởng. Cô nàng chia sẻ, Von không muốn người xem phải thất vọng khi dành 1 đến 2 phút để xem video của mình. Thế nên với cùng một chủ đề, Von luôn cố gắng để sáng tạo những content mới lạ mà không bị trùng với các kênh khác. Von Pink với danh xưng bà hoàng content đã không ít lần khiến cộng đồng TikTok cười điên đảo. Von Pink hài hước chia sẻ Von không dám nhận danh xưng đó vì trên TikTok có rất nhiều kênh với nội dung hay cũng như đầu tư hơn rất nhiều, nhưng nói không vui là nói xạo. Tuy vậy, danh xưng này vô tình tạo cho Von áp lực về tính độc lạ của những video tiếp theo. Nhưng với sự chỉn chu và nghiêm túc với TikTok, Von đã và đang cố gắng để chinh phục nụ cười của khán giả. Trước khi trở thành hot TikToker được cả triệu người yêu thích, Von Pink là một marketer. Xuất phát điểm này đã giúp cô nàng có khả năng sáng tạo và nắm bắt xu hướng nhanh nhạy. Ngoài đời thực, Von Pink có một hội bạn thân cực kỳ lầy lội gồm Tín Nguyễn, Khiết Đan. Bộ ba này luôn giúp đỡ nhau trong công việc, họ cũng thường xuyên xuất hiện trong những clip của bạn mình. Ngoài sự đầu tư chỉn chu thì sự hài hước, tích cực trong các nội dung của Von Pink cũng là một trong những yếu tố giữ chân người xem. Thậm chí, khi nhập viện để mổ ruột thừa thì cô nàng vẫn khiến dân tình thích thú khi có dòng chia sẻ lầy lội. Theo đó, một người bạn của Von Pink từng đăng tải hình ảnh nữ TikToker nằm trên giường bệnh, lộ rõ gương mặt xanh xao. Không để khán giả lo lắng, Von Pink ngay lập tức chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại. Trên trang cá nhân, cô cho biết mình vừa trải qua cuộc phẫu thuật mổ ruột thừa ở một bệnh viện trung tâm Đà Lạt. Dù đã có thể đi lại nhưng cơ thể Von Pink vẫn còn khá đau nhức. Mổ ruột thừa đã đau vậy rồi mai mốt đi đẻ thì sao trời, nữ TikToker hài hước viết. Bén duyên với TikTok không chỉ giúp Von Pink được nhiều người biết đến mà còn đem lại những trải nghiệm thú vị. Von có cơ hội hợp tác với nhiều nhãn hàng, được kết nối với những anh chị, bạn bè có cùng chí hướng. Điều đó khiến Von càng yêu thích công việc của mình hơn. Tuy nhiên, trong quá trình theo đuổi đam mê, Von Pink từng vướng phải lùm xùm với TikToker Phan Bảo Long về việc PR thuốc giảm cân sai sự thật. Phan Bảo Long là một TikTok hiện đang sở hữu hàng triệu lượt follow. Anh nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của người dùng TikTok nhờ chia sẻ những kiến thức khoa học và bí quyết giảm cân. Nam TikToker này còn nổi tiếng với clip vạch trần thuốc giảm cân kém chất lượng. Màn drama của Von Pink diễn ra sau khi cô nàng TikToker 9X này đăng clip TikTok hài hước để quảng cáo cho sản phẩm sủi giảm cân với thông điệp uống một viên, ăn thoải mái vẫn giảm cân. Về phía Phan Bảo Long, anh cho rằng TikToker không thể nhận booking quảng cáo sản phẩm hại người tiêu dùng Việt Nam như vậy. Anh cũng khẳng định không có chuyện uống viên sủi mà có thể ăn gà rán, uống trà sữa, không cần tập luyện vẫn giảm cân. Nam TikToker cho rằng từ xuất xứ Hàn Quốc để quảng bá cho những sản phẩm không rõ nguồn gốc và chất lượng là không nên làm. Về phía Von Pink, nữ TikToker đã làm một video xin lỗi người xem, đồng thời thông báo rằng đã đối chất với nhãn hàng. Cô cũng khẳng định rằng nếu sản phẩm mà cô quảng cáo là sản phẩm kém chất lượng thì cô sẵn sàng bỏ tiền túi ra để đền bù cho khách hàng đã mua và sử dụng. Phía nhãn hàng cũng đã có đính kèm câu phải kết hợp bài tập nhưng phía nữ TikToker khi quay clip đã cắt ghép gây hiểu lầm cho khách hàng. Bản thân Von Pink đã sử dụng và tin tưởng sản phẩm mà cô quảng cáo. Cô cũng mong mọi người chờ cách giải quyết và bằng chứng của nhãn hàng.